Zombie Apocalypse. Quay trở lại kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay mình muốn quay cho các bạn cùng xem đó là mô hình trồng cây mãng cầu gai nha các bạn ha. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về kỹ thuật trồng cây mãng cầu gai nha các bạn. Thì mời các bạn cùng xem. Quay trở lại với màn hình điện thoại mình ha. Thì ở đây mình đi quay cho các bạn xem về cái cây mãng cầu gai nha các bạn. Thì đây là một vườn luôn nha các bạn ha. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem về cái trái mãng cầu gai nè. Đây các bạn, rất là to bự các bạn ha. Nhìn rất là đã. Đây mình dạch ra cho các bạn xem nè. Đó. Thì muốn trồng được cái cây mãng cầu gai này thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cái cây bình bát nha các bạn. Mà bình bát này thì chúng ta phải chuẩn bị hột rồi chúng ta trồng khoảng 1 năm rồi đó. Xong rồi nó lớn rồi mình mới ghép được các bạn. Thì ghép một nhánh vậy là khoảng là 12.000 các bạn. Thì chúng ta mới có thể là trồng được cái cây này nha. Đây, trái mãng cầu gai các bạn to bự ghê không. Đó. Để mình đi vô trong vườn luôn các bạn. Để mình quay cho các bạn xem nè. Thì đây là cái gốc bình bát nè các bạn. Đây nè, đây là cái gốc bình bát nha các bạn ha. Sau khi mà người ta đã ghép thì nó sẽ lên như thế này nè. Quay cho các bạn xem. Đây là nguyên vườn mãng cầu gai luôn các bạn. Ở đây thì nó đang ra trái nha các bạn ha. Đây một trái nữa nè các bạn. Đó, nhìn rất là đã mọi người ha. Đây, thì ở đây là có cái mương nha các bạn ha. Đó. Thì mình trồng bình bát á, các bạn lựa là lựa, bởi các bạn lựa cái hộp á, bởi các bạn trồng với bạn được. Và đừng có nhổ những cây bình bát con ở xung quanh cái khu vực bạn ở rồi các bạn trồng á, thì sau này nó thất bại lắm các bạn, nó chết nguội á. Thì ngày trước thì mình cũng có trồng cái loại cây này nữa các bạn. Trồng á là phải trồng bằng hộp bình bát á, nó lên đặng cho nó có cái rễ cọc á, nó đâm sâu xuống. Chứ mà các bạn trồng bằng cái cây mà bạn nhỏ đi bạn trồng lại thì nó sẽ mất cái rễ cọc. Đây nhìn rất là đã mọi người ha. Còn đây là cái dạng như là cái trái mãng cầu mà người ta vô bịch để cho nó không có thuốc các bạn. Đây nè. Đó. Quay cho bạn xem. Cái này nó gần chín rồi các bạn. Cái này xanh xanh cỡ này là mình hái mình vú là nó chín rồi. Đây. Ở đây là vườn này người ta cũng tỉa là đàng hoàng hết ráo các bạn. Cái vườn này mình đang quay cho các bạn xem là 4 năm tuổi nha các bạn ha. Nhìn rất là ok. Cỏ ở đây thì người ta cũng mần sạch sẽ các bạn, người ta xịt các bạn. Đang còn cái gốc này nè là người ta đã mần nè các bạn, nó tỉa. Ở đây còn cái nhánh bình bát nè các bạn xem đó. Đó, quay cho bạn xem. Thì trồng cái loại cây này là khoảng 4 năm, từ 3 tới 4 năm là mình có thu hoạch nha các bạn ha. Thì kinh tế cũng rất là ổn. Đây quay cho bạn xem ha, xem về cái vườn kỹ thuật này ha. Đây là người ta đang ấy trái các bạn. Đó, ta vô bọc là cho nó không có sâu á. Nè, các bạn xem nè. Đó, để mình phóng cái độ sáng lên tí nữa. Đó. Xem nè. Ở đây là người ta ấy thuốc nữa các bạn. Cái này là cho nó không có đục sâu á, sâu nó không có bay vòng vòng, nó đục đánh hơi mấy cái quả nó bị chích cái quả các bạn. Đây, mình quay cho bạn xem ha. Rất là một cái mô hình này rất là ok. Ở đây là mình đi thẳng vô trong đây mình quay cho các bạn xem luôn á. Đây có mấy trái nữa các bạn. Đó. Các bạn xem đó, rất là đã mọi người ha. Nguyên cái vườn. Thì cái trồng cái loại cây này là khoảng là 5 mét một cây nha các bạn. Nè, hay từ cái gốc cây này nè, quay cho bạn xem là nó qua tới gốc bên đây là 5 mét một cây. Bề ngang bề dọc gì cũng 5 mét một cây hết nha các bạn ha. Đó. Các bạn nào trồng thì các bạn để ý nha, các bạn đừng có trồng 4 mét cây sau này nó bung tàn như thế này là nó dễ bị sâu lắm, mình tỉa lại mệt lắm, khoảng 5 mét cây mới là chuẩn nha các bạn ha. Đây quay xuống quay cho các bạn xem nè, khu vườn rất là đã. Thì cái khu vườn này nằm ở trong Gò Công Tây nha các bạn ha, khu vực là Long Vĩnh nha các bạn. Thì bạn nào ở gần quê Tiền Giang thì các bạn có thể đến đây tham khảo ha. À, cái gốc bình bát này thì nó rất là ok các bạn, chuẩn lắm.
Còn bạn các bạn mà trồng bằng cái gốc thường của nó, cái cây mà mãng cầu này không á, thì nó tầm 1 năm đến 2 năm là nó chết rồi các bạn. Bạn trồng cái loại cây này á, thì các bạn phải xịt thuốc nhiều và cũng như á, là các bạn phải bón kali cho đậm vô rồi nó mới ngọt nha, chứ tại vì cái gốc ghép á, nó hay chua lắm, mãng cầu nó chua. Đây các bạn, đây là cái vườn mãng cầu. Mình đi lại cái khu vực mà trái nhiều cho các bạn xem ha. Đây nó rất là đã. Sẽ quay lên cho các bạn xem. Các bạn nào xem video thì hãy like cho mình một like nha các bạn ha. Mình đang đi trong cái khu vườn này là nó đang ra trái luôn, sẵn mình quay cho các bạn xem luôn. Hôm bữa thấy lâu rồi tính quay nhưng mà nó chưa ra trái, nào đợi nó ra trái mình quay luôn. Còn các bạn xem. Mình sẽ đi vòng vòng quay cho các bạn xem ha. Và ở đây người ta để cái mương này các bạn. Thấy cái mương không? Nè. Mương là để là dự trữ nước. Tại vì cái cây bình bát á, thì nó rất là chịu dạng như là cái môi trường mà nó có nước ẩm á, thì nó sẽ rất là tốt và nó sống lâu. Và đặc biệt cái cây này á, thì nó cũng cần là nước nữa các bạn để nó phát triển á. Ở đây là người ta tỉa hết đó nè các bạn. Bạn xem nè. Tỉa nhánh ra hết, hoàn toàn ok hết. À, quay cho bạn xem ha. Cây này thì 4 năm tuổi nha các bạn ha. Thì cái lá nó cũng tương đối là giống như cái lá bình bát thôi, tại vì nó cùng họ thì mình có thể mình ghép được các bạn, còn nếu mà không cùng họ là mình không có ghép được. Đi quay cho bạn xem cái trái mà mãng cầu mà nó ra ở trong cái gốc rễ á, cái thân cây á, thì nó sẽ là chất lượng hơn các bạn, ăn nó sẽ là nó ngọt hơn, còn nếu mà ở ngoài thì nó không có ngọt bằng, nhánh nó hơi chua, phải vô kali cho giữ vô. Đây nè, cây này là mình phóng to cho bạn xem nè, là nó ra từ cái thân này nè các bạn. Đó nè, từ từ cho bạn xem. Nhìn rất là ok các bạn ha. Thì nó ra như vậy thì khoảng là tầm 2 tháng là trái nó bự nha các bạn, chín luôn á. Đây có một gốc nữa nè các bạn. Đó, ok, cái thân thì nó đã không? Đó, nhìn xa thì nó mấy trái như vậy là nó rất là ngọt các bạn nè. Đây nè. Ở trên đây nữa nè. Đó. Cây này ngày trước mình cũng trồng rồi nhưng mà tự nhiên mình trồng ít quá, người ta chưa có người mua các bạn, thì mình bỏ. Thì bây giờ thì người mua nó nhiều rồi, thì cái giá thị trường á thì nó bỏ đồng là từ 15 tới 30 các bạn, nó tùy theo thời điểm các bạn. Có năm thì nó rẻ lắm, và cái loại cây này á thì nó thích hợp với nhiều loại đất lắm, thậm chí là đất phèn mặn thì nó cũng sống được nữa các bạn, thì cái rễ bình bát nó rất là dai đó. Quay cho sơ nữa mình sẽ kết thúc video này nha các bạn ha. Đó, quay cho bạn xem nè, đây là mương nè, cũng như là các cái gốc cây nè. Đó, nhìn nó rất là ok, bự nên phóng nhỏ lại. Thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha. Các bạn nào xem video thì hãy like cho mình một like nha các bạn. Rồi mình chân thành cảm ơn các bạn luôn.